Góp ý kiến vào dự thảo luật này, các đại biểu bày tỏ đồng tình với sự cần thiết ban hành luật để thể chế hóa được chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời tiến tới xây dựng chính phủ điện tử, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tạo bước đột phá về chuyển đổi số trên các lĩnh vực hoạt động, khắc phục được những hạn chế, bất cập của luật căn cước công dân hiện hành. Đối với quy định cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi, một số ý kiến cho rằng điều này là cần thiết để tạo thuận lợi trong tất cả các giao dịch có liên quan đến trẻ em. Là cấp cho trẻ em từ khi sinh ra đến 6 tuổi, thì cái việc mà trẻ em khi đi khám bệnh ở tình huống này, có cái căn cước công dân thì xác định được ngay là cháu này đang ở dưới 6 tuổi thì được nhà nước cấp bảo hiểm y tế không? Tức là miễn viện phí khi mà cái giấy khai sinh được tích hợp vào trong thẻ căn cước của trẻ em dưới 14 tuổi thì tôi thấy rằng nó cũng thuận tiện cho gia đình trong cái việc mà trong các giao dịch của gia đình trẻ em đối với lại nhà nước. Đấy thì tôi rất đồng tình với cái việc mà nên cấp căn cước cho trẻ em dưới 14 tuổi. Tuy nhiên một số ý kiến khác lại cho rằng trẻ dưới 14 tuổi vẫn chưa đủ năng lực hành vi, nhận thức, sử dụng thẻ căn cước. Vì vậy, ban soạn thảo cần đánh giá kỹ về quy định này bởi sẽ khó kiểm soát được việc trẻ sử dụng căn cước công dân, đồng thời làm phát sinh thêm nhiều thủ tục hành chính, tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Việc cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi sẽ làm phát sinh thêm nhiều thủ tục hành chính do trẻ em được sinh ra trong cùng một thời điểm nên phải cấp đồng thời nhiều loại giấy tờ khác nhau như mã định danh cá nhân, giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, căn cước công dân, dẫn đến việc gây lãng phí nguồn lực thực hiện, tăng chi phí đối với người dân mỗi lần cấp đổi thẻ và làm gánh nặng với ngân sách nhà nước trong việc tổ chức triển khai thực hiện. Do đó, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh các quy định, thủ tục cho phù hợp với thực tiễn, tránh làm phát sinh thêm các thủ tục hành chính, đồng thời tạo sự thuận lợi khi triển khai thực hiện. Ngoài ra, nhiều ý kiến cũng đề nghị cần xem xét lại quy định cấp căn cước công dân cho nhóm đối tượng là người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa có quốc tịch Việt Nam. Theo quy định tại khoản 1, điều 17 Hiến pháp năm 2013 thì công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch Việt Nam. Như vậy, người gốc Việt Nam không phải là công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp. Vì vậy, về nguyên tắc, căn cước công dân chỉ được cấp cho công dân Việt Nam. Do đó, việc bổ sung đối tượng người gốc Việt Nam là chưa đảm bảo thống nhất giữa nội dung và tên gọi của luật. Tôi cho rằng, đối tượng đã áp dụng tại Điều 2 dự thảo này áp dụng đối với công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch là quá rộng và không thực sự chính xác so với nội dung cũng như là phạm vi của các quy định tại các điều luật. Trước đó, đầu giờ chiều nay, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024 và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân.